Máy hút bụi single grade mọi người nhé. Giới thiệu với mọi người, đây là máy hút bụi có dây single grade, công suất là 850W nhưng nó cực kỳ là khỏe luôn, và chiếc máy thì rất là đơn giản. Mọi người có thể nhìn thấy kiểu dáng cái này, khá là khỏe nhé. Dây ống thì rất là dài. Đây, đó, dây ống khá là dài. Cái này mọi người có thể tháo được ra, kéo dài một chút nữa này. Rất là dễ, rất là dài luôn. Rất chắc chắn. Đây là hộp bụi này, đây là công nghệ máy hút bụi công nghệ hút lốc xoáy nhá, nên là sẽ là dạng hộp bụi như thế này, rất là khỏe và rất là dễ vệ sinh, cũng như là rất là bền theo thời gian luôn. Mỗi một lần hút xong mình mở ra, đổ rác ở bên trong cái hộp này đi và sẽ rửa vệ sinh qua cái này, nếu như bẩn sau đấy mình hong khô và mình sẽ lại lắp lại vào như thế này là xong ạ. Đó, xong rồi lắp lại trở lại cái máy đây. Còn mình sẽ có một cái nút ấn ở đây, khi mình tháo cái này ra mình sẽ ấn xuống là nhấc ra, còn cứ đợi vào chỉ cần ấn vào như thế này thôi. Máy sẽ có dây rút rất là tiện, không bị lòng thòng nhá, rất là gọn gàng luôn. Đây, dây rút rất là dài này. Đó, mình rút ra và khi mà mình dùng xong á, mình có thể ấn vào đây và dây sẽ tự động kéo vào. Đấy, gọn chưa ạ? Và đây là nút bấm nhấc, mỗi một lần dùng mình chỉ cần bấm một nút vào đây thôi là xong. Máy cực kỳ là gọn nhẹ. Ở đây là đầu hút được trang bị rất nhiều đầu hút đa năng luôn nhá, rất là nhiều đầu hút đa dạng này. Đầu hút này có thể hút sofa, hút thảm này, đầu hút góc cạnh này, đầu hút lông bụi mịn này. Và đây là đầu hút sàn. Đấy. Hút bụi single grade cực kỳ gọn nhẹ luôn các bạn nhé.